quá tốt, quá quá đẹp. Dạ. Ừ. Trước mắt các cháu nhà này, thứ nhất là không bệnh hoạn này. Dạ. Thứ hai là lên rất khỏe. Lên rất khỏe ha. À. Chú thấy khả năng phân cành, phân nhánh của dòng ớt này như thế nào chú? Cái này thì miễn bàn, phải nói là rất đẹp rồi. Dạ. Còn về mà khả năng ra bông đậu trái của dòng ớt sen hồng 039 thì chú thấy sao, có nhạt mắt không? Quá dày, trái quá nhiều, quá dạ. tốt. Nhạt mắt đúng không chú? Đúng, đúng, y xì. Dạ, chú thấy trái cứng không? Cứng. Cứng trái ha. Dạ, bạn dạ. hàng thương lái mình là có ưa chuộng dòng ớt sen hồng 039 này không chú? Có. Có ha chú? Tại vì con nó cũng bán rồi. Dạ, về dòng ớt sen hồng 039 thì phù hợp với thị trường Gia Lai mình, đây là bạn hàng thương lái là ưa chuộng ha chú? Dạ, đúng rồi. Dạ, chú thấy là cái khả năng cây có phát triển cũng như là khả năng ra hoa đậu trái giữa sen hồng 039 với lại giống khác mà chú đang trồng á, thì chú thấy như thế nào? Thì nó khác hẳn hai cái khác nhau. Đồng dạ. nghĩa là bên kia thì nói chung nó cũng tốt nhưng mà nó ít trái hơn. Dạ, ít trái hơn. Cái này trái rất nhiều. Dạ, về khả năng kháng bệnh của hai dòng thì chú thấy sao? Kháng bệnh thì cái này thì tốt. Cái dạ. kia còn cả bệnh. Dạ, là sen hồng 039 là kháng bệnh hơn. Ừ. Dạ, và cái lượng trái trên cây là nhiều hơn luôn đúng không chú? Nhiều hơn. Dạ. Sau đây thì Đại cũng xin chia sẻ với bà con về một số mà cái kỹ thuật trồng ớt trong cái điều kiện là mùa khô và cái thời tiết giao mùa ở tại Gia Lai cũng như là khu vực Tây Nguyên nói chung. Đây rất là cao nha. Bà con mình thấy là chỉ mới vừa thu hoạch ở cửa thứ tư thôi, nhưng bà con mình thấy khả năng ra hoa đậu trái nè. Và cái khả năng đi trái liên tục rất là tốt. Đối với cái dòng ớt sen hồng 039 này á, khi mà bà con mình trồng trong điều kiện mùa mưa á, là nó vẫn có cái khả năng là nó đậu hoa đậu quả, rất là ra hoa đậu quả rất là tốt. Nên là bà con mình là cứ yên tâm sử dụng cái dòng ớt sen hồng 039 này trong cái điều kiện mùa mưa. Như Quỳnh, Thu Thảo xin kính chào quý bà con mình nha. Tiếp tục với những chuyến công tác của anh em trong công ty hạt giống sen hồng tại khu vực Tây Nguyên. Và với sự thành công của dòng ớt sen hồng 039 thì ngày hôm nay Thảo, Quỳnh và anh em hạt giống sen hồng xin giới thiệu đến quý bà con về dòng sản phẩm ớt chỉ thiên 039 của chủ ruộng là chú Luận. Và sau đây không để quý bà con mình chờ lâu hơn nữa thì Quỳnh và chị Thảo xin mời quý bà con mình cùng đi xem dòng ớt sen hồng 039 được trồng tại đất bờ của tỉnh Gia Lai nha. Thì về dòng ớt sen hồng 039 này thì công ty hạt giống sen hồng cũng như là Quỳnh và anh em trong công ty hạt giống sen hồng đã có đăng tải một số cái phóng sự lên trên kênh YouTube hạt giống sen hồng rồi. Thì với phóng sự ngày hôm nay mà quý bà con mình cùng xem và hiểu thêm về những cái đặc tính cơ bản của dòng ớt sen hồng 039 này cũng như là cây có phát triển nè, và đặc biệt là mẫu mã trái khi được trồng trong điều kiện thời tiết mùa khô và thời tiết giao mùa nha. Về cái khoảng cách bà con mình thấy là ở cái khu vực Gia Lai cũng như là các tỉnh Tây Nguyên này thì ở đây bà con mình trồng ấy khoảng cách là cây cách cây là khoảng độ là 50 phân và hàng cách hàng là khoảng độ là 1m đến 1m2. Với cái mùa khô này thì ở khu vực Gia Lai và cũng như là khu vực của Tây Nguyên thì bà con mình là ở đây là không có trồng dày như là một số khu vực ở các tỉnh miền Tây. Thì như bà con mình thấy là hiện tại ở đây là chỗ chú Luận là đang thu hoạch ở cửa thứ tư ha anh Đại, anh chị rồi. Thảo. Dạ. Thì bà con mình thấy là hiện tại là trái đang đơm rất là nhiều nha bà con. Không những là trái ở trên mặt nè, đang phơi trái rất là nhiều mà là dàn trái nát thì vẫn còn nha. Quỳnh sẽ vạch cho bà con mình xem cái dàn trái nát ở bên trong ha. Mời quý bà con mình cùng xem cận cảnh nha. Đây là thu hoạch ở cửa thứ tư nha bà con. Bà con mình thấy thứ nhất là dàn lá nè, dàn lực nè, lá xanh tốt nha và lá nhỏ ha anh Đại. Dòng này thì lá nhỏ nhưng mà cái khả năng kháng bệnh của về lá của cái dòng này thì nó rất là tốt. Đặc biệt là trong cái điều kiện mà mùa khô và cũng như là thời tiết khắc nghiệt ở đây mà bà con mình thấy á, cái dàn lá rất là xanh. Bà con mình nhìn từ dưới lên trên á, hoặc là bà con mình thấy dập ra này là lá vẫn còn rất là xanh. Và đây là đang thu hoạch ở cửa thứ tư. Bà con mình thấy là dàn trái gốc vẫn còn rất là nhiều nè. Và bà con mình thấy là độ đồng đều và trái trên ruộng rất là cao nha bà con. Thì trên tay Quỳnh đây là Quỳnh vừa hái một trái ớt sen hồng 039. Thì tiếp tục đây, Quỳnh xin mời quý bà con mình cùng xem về mẫu mã trái dòng ớt sen hồng 039 ha. Về dòng ớt sen hồng 039 thì bà con mình thấy cái cuống xanh nè, xanh đậm ha. Và màu sắc trái khi chín là màu đỏ tươi nha bà con. Về chiều dài trái thì Quỳnh xin mời quý bà con mình cùng xem nha. Trái có chiều dài khoảng 6cm nha bà con. Thì đây là Quỳnh hái ở cửa trái nắp cho nên là bà con mình thấy là có thể là chiều dài trái nó chưa có ổn định. Khi mà dòng ớt sen hồng 039 này nó đã ổn định trái rồi á thì chiều dài trái là tầm khoảng 5 đến 5,5cm nha bà con. Và bà con mình thấy là trái ớt nè, màu đỏ tươi, khi chín màu đỏ tươi rất là đẹp nha. Bà con thấy là trái ớt rất là cứng. Thì sau đây Quỳnh xin phép là Quỳnh bẻ cái
trái cho bà con xem cái ruột bên trong nha. Đây, bà con mình thấy á, thịt dày nè, hạt là hạt trắng nha bà con. Vừa bẻ trái ớt ra là ớt là mùi rất là nồng nha bà con, chứng tỏ một điều là ớt sen hồng 039 rất là cay. Vừa rồi thì bà con mình cũng nghe chia sẻ một số cái đặc điểm về cái dòng ớt sen hồng 039 được trồng trong mùa khô, trong cái thời điểm giao mùa ở các tỉnh Tây Nguyên này. Sau đây thì Đại cũng xin chia sẻ với bà con về một số mà cái kỹ thuật trồng ớt trong cái điều kiện là mùa khô và cái thời tiết giao mùa ở tại Gia Lai cũng như là khu vực Tây Nguyên nói chung. Thì đối với cái mùa khô này thì cõi cần rất là nhiều lượng nước tưới, nên là bà con mình là phải cần chú ý nhất để cung cấp đủ cái lượng nước cho cái cây trồng, đặc biệt là cây ớt vào cái mùa khô này. Và cái thứ hai là khi mà bà con mình làm cây ớt trong cái điều kiện mùa này thì bà con mình là hạn chế bơm thuốc kích thích. Bà con mình là trước giờ là làm là hay sử dụng là nhiều loại thuốc kích thích, nhưng mà đối với cây ớt trong cái điều kiện là mùa khô này thì bà con mình là nên hạn chế sử dụng cây thuốc kích thích. Và bà con mình là khi mà cây ớt đang trong cái giai đoạn mà ra hoa đậu quả thì bà con mình là nên tăng cường sử dụng một số loại phân bón lá vi lượng và trung lượng để tăng cái khả năng ra hoa đậu quả của cái dòng ớt trong mùa khô này. Đối với cái mùa khô này thì một số bà con là trồng ớt, thường thường trồng ớt là hay có phản ánh là tại sao trong cái mùa khô này cái cây ớt thì nó hay bị rụng bông, rụng trái. Đại cũng chia sẻ với bà con mình là trong cái thời tiết mùa khô này á, khi mà cây nó trổ hoa á, mà nó gặp thời tiết nắng nóng á, thì cây nó hay là bị khô phấn. Nên là bà con mình khi mà trồng ớt trong điều kiện mùa khô này thì bà con mình nên là tăng cường sử dụng một số loại phân vi lượng và trung lượng. Có thể là bà con mình là sử dụng các loại phân ví dụ như là canxi bo hoặc là thằng kali để bà con mình bơm phân qua lá để tăng cái khả năng đậu quả cho cái cây ớt của mình. Và cái thứ hai là nếu như mà trong thời tiết mà nắng nóng mà rực như này thì nếu như mà bà con mà được càng tốt thì bà con mình là nên tưới ướt hết ngọn thì nó sẽ tạo cái độ ẩm cho cái bông của mình, nên là nó cũng sẽ tăng được cái khả năng ra hoa đậu quả rất là tốt. Và cái tiếp theo thì Đại muốn chia sẻ với bà con đó là về các cái bệnh mà thường gây hại trong cái điều kiện mùa khô này á. Thì đối với cái mùa khô này ở Gia Lai và cũng như là Tây Nguyên á, thường cây ớt là rất hay là gặp phải là cái bệnh phấn trắng. Và bà con mình mà muốn phòng trừ được cái bệnh phấn trắng gây hại trên cây ớt mùa này á, thì đầu tiên là bà con mình là nên trồng thưa ra một xíu. Cái thứ hai á, là bà con mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng bệnh. Đối với cái bệnh phấn trắng này á, thì bà con mình là có thể sử dụng như là Agrobat của BAT hoặc là Miravit của Syngenta, thì hai loại này bà con mình có thể sử dụng để phòng được bệnh phấn trắng. Và cái bệnh thứ hai ở trên cây ớt mùa này là cái bệnh mà ngù đầu hay là bệnh sang ngọn á. Đối với cái dòng này á thì cái tác nhân gây ra cái bệnh này đó là do côn trùng chích hút gây nên. Với cái bệnh đó thì trước tiên là bà con mình phải phòng trừ được cái côn trùng chích hút. Thì đối với các dòng côn trùng chích hút gây hại trên cây ớt mùa khô của ở Gia Lai và cũng như là ở Tây Nguyên này thì thường thường là bọ chỉ và nhện đỏ. Thì bà con mình có thể sử dụng một số loại thuốc như là Minetto hoặc là Gradius để bà con mình là phòng trừ. Một lưu ý nhỏ nữa, Quỳnh xin gửi đến bà con mình là trong cái giai đoạn đang ra hoa đậu trái như thế này, vào giai đoạn thu hoạch thì bà con mình là nên tăng hàm lượng kali trong phân bón lá. Bà con mình coi mình nên tăng hàm lượng kali lên và giảm hàm lượng đạm xuống. Tăng hàm lượng kali để làm gì? Ở nhiều phóng sự về dòng ớt sen hồng 039 này mình cũng đã có chia sẻ rồi, thì tăng hàm lượng kali là để tăng cái chất lượng hạt phấn. Trong cái thời tiết mà mùa mưa nhiều á bà con, thì hạt phấn mình lượng nước nhiều, độ ẩm nhiều và dễ bị trôi đi hạt phấn, không đủ hạt phấn để thụ phấn. Cũng như là tăng hàm lượng kali là để khi trái chín là sẽ được cái màu đẹp hơn, là cái màu đỏ tươi và cái trái nó sẽ cứng hơn. Thì khi bà con mình tăng hàm lượng kali cũng như là kết hợp bà con mình phun thêm là canxi bo nè, để giúp là trái sẽ có màu đẹp hơn nè, màu đỏ tươi và trái cứng hơn, dễ đậu trái hơn nha bà con. Ồ đây, ồ cây phát triển rất là tốt luôn. Ồ này cao muốn bằng người luôn rồi á. Anh Đại có đoán thử là cây này cao cỡ bao nhiêu không anh Đại? Chiều cao của cây này thì nó cao khoảng là độ 1m4. Ừ, cây rất là cao nha. Bà con mình thấy là chỉ mới vừa thu hoạch ở cửa thứ tư thôi, nhưng bà con mình thấy khả năng ra hoa đậu trái nè,
và cái khả năng đi trái liên tục rất là tốt, và cây hiện tại là cây đang cho năng suất rất là cao nha bà con. Và đối với cái dòng ớt xanh hồng 039 này á, khi mà bà con mình trồng trong điều kiện mùa mưa á, là nó vẫn có cái khả năng là nó đậu hoa đậu quả rất là ra hoa đậu quả rất là tốt, nên là bà con mình là cứ yên tâm sử dụng cái dòng ớt xanh hồng 039 này trong cái điều kiện mùa mưa, bà con mình sẽ không sợ là trong cái mùa mưa là cây nó sẽ bị rụng bông rụng trái. Thì Đại cũng xin nhắc lại là đối với cái dòng này á, là cái khả năng kháng bệnh về lá nó rất là tốt, nên bà con mình cứ yên tâm sử dụng và trồng trong điều kiện là mùa mưa. Con chào chú ạ. Con chào chú Lượng. Dạ, xin giới thiệu quý bà con mình đang theo dõi trên màn hình. Thì đây là chú Lượng, là chủ ruộng ớt sen hồng 039 được trồng tại Đắk Bơ của tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thì chú Lượng ơi, cho con hỏi thăm với, như là ở đây là chú Lượng cũng mua cây con từ vườn ươm về mình trồng đúng không chú? Đúng rồi. Dạ. Thì khi mà chú mua cây con từ vườn ươm về, chú đặt ra ngoài đồng gì nè, thì chú thấy là khả năng phát triển của cây con của dòng ớt sen hồng 039 như thế nào chú, trong điều kiện thời tiết là mùa nắng nóng? Quá tốt, quá đẹp. Dạ. Trước mắt các cháu nhà này, thứ nhất là không bệnh hoạn này. Dạ. Thứ hai là lên rất khỏe. Lên rất khỏe ha. À. Chú thấy cây bén rễ nhanh không? Nhanh. Dạ. Sai trái nữa. Dạ. Nói chung là rất tốt. Dạ. Chú ơi, chú cho con hỏi là chú thấy khả năng phân cành phân nhánh của dòng ớt này như thế nào chú? Cái này thì miễn bàn, phải nói là rất đẹp rồi. Dạ. Còn về mà khả năng ra bông đậu trái của dòng ớt sen hồng 039 thì chú thấy sao, có nhặt mắt không? Quá dày, trái quá nhiều. Dạ. Quá tốt. Nhặt mắt đúng không chú? Đúng, đúng, y xì. Dạ, chú thấy trái cứng không? Cứng. Cứng trái ha. Dạ. Và khi mà chú thấy về dòng ớt sen hồng 039 mà khi cái màu trái ớt khi chín á, thì chú thấy cái màu trái ớt như thế nào chú? Màu đỏ đẹp. Màu đỏ tươi đẹp ha. Dạ. Dạ. Bạn hàng thương lái mình là có ưa chuộng dòng ớt sen hồng 039 này không chú? Có ha chú. Thì con nó cũng bán rồi. Dạ, về dòng ớt sen hồng 039 thì phù hợp với thị trường Gia Lai mình, đây là bạn hàng thương lái là ưa chuộng hả chú? Dạ, đúng rồi. Dạ. Con được biết mình đây là trồng hai giống đúng không chú? Ngoài giống sen hồng 039 thì chú còn trồng một giống khác nữa. Đúng rồi. Chưa. Dạ. Trồng một giống khác nữa. Dạ. Thì là trồng trong cùng một điều kiện là thời tiết mùa nắng nóng ở Tây Nguyên mình đây phải không chú? Đúng, cùng một ngày trồng hết. Dạ. Thì chú thấy là cái khả năng cây cối phát triển cũng như là khả năng ra hoa đậu trái giữa sen hồng 039 với lại giống khác mà chú đang trồng á, thì chú thấy như thế nào? Thì nó khác hẳn hai cái khác nhau. Đồng nghĩa là bên kia thì nói chung nó cũng tốt, nhưng mà nó ít trái hơn. Dạ, ít trái hơn. Cái này trái rất nhiều. Dạ, về khả năng kháng bệnh của hai dòng thì chú thấy sao? Kháng bệnh thì cái này thì tốt. Cái kia còn cả bệnh. Dạ, là sen hồng 039 là kháng bệnh hơn. Dạ, và cái lượng trái trên cây là nhiều hơn luôn đúng không chú? Nhiều hơn. Dạ. Chú cho con hỏi là theo như con được biết thì trong mùa nắng này nè, là cái bệnh mà vàng đầu ở trên cái cây ớt là diễn ra rất là nhiều. Vậy theo như chú là ở cái dòng ớt sen hồng 039 này thì khả năng kháng bệnh như thế nào chú? Chú chưa thấy bệnh bao giờ. Dạ. Dạ. Rất đẹp. Dạ. Rất đẹp. Rất tốt. Dạ. Thời tiết mùa nắng nóng ở đây là thời tiết chắc là rất là nóng đúng không chú? Nóng lắm nha. Dạ, nhưng mà chú thấy cái khả năng phát triển của dòng ớt sen hồng 039 là chịu đựng được thời tiết nắng nóng tốt không chú? Quá tốt. Dạ. Trước mắt các cháu là quá tốt. Dạ. Nói chung là rất tốt. Dạ, thì con với lại chị Thảo thì cũng thay mặt cho anh em trong công ty giống sen hồng cảm ơn chú Lượng rất là nhiều đã chia sẻ rất là nhiệt tình những cái kinh nghiệm mà chú Lượng đã trồng dòng ớt sen hồng 039 trong điều kiện thời tiết mùa nắng nóng. Thì con cũng xin phép thay mặt cho anh em trong công ty hạt giống sen hồng là chúc chú Luận với lại gia đình luôn được dồi dào sức khỏe và trúng mùa trúng giá, cũng như là luôn luôn đồng hành cùng với hạt giống sen hồng nha. Rồi, chú cảm ơn. Dạ. Các anh em, các trong công ty. Dạ. Dạ, cảm ơn chú Luận rất là nhiều. Dạ. Vừa rồi bà con vừa được xem phóng sự ớt sen hồng 039 được quay tại Đắk Bơ, Gia Lai. Ớt được trồng trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt nhưng cây vẫn phát triển tốt và cho năng suất cao, được bạn hàng thương lái rất ưa chuộng. Và để biết thêm được các thông tin về các loại hạt giống của công ty hạt giống sen hồng thì Như Quỳnh và chị Thảo xin kính mời quý bà con mình vào YouTube bấm là hạt giống sen hồng, bấm xem, bấm theo dõi cũng như là bấm đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được các phóng sự mới nhất nha bà con. Và trước khi lời chào tạm biệt thì Như Quỳnh, Thu Thảo xin kính chúc quý bà con luôn được dồi dào sức khỏe, trúng mùa trúng giá, luôn đồng hành cùng với hạt giống sen hồng nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại phóng sự lần sau.